xem là hai đội sẽ nhập cuộc như thế nào. Và trước khi chúng ta đến với hiệp một thì xin mời quý vị chúng ta cùng đặt thứ hai thì thông thường gia tăng sức ép vào cuối hiệp một hay trên chiến thuật mình cũng cần quan điểm. Và chúng ta cũng đã thấy thì ở đây như thế này thì đang rất là đông người, và từ 5 giờ chiều, từ 4 5 giờ chiều thì họ đã có mặt ở tại đây từ rất sớm và lắng nghe những chia sẻ của họ. Xin chào.
22 của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại kỳ SEA Games 30 này ở Philippines.
Mexico. Yeah.
xin được chúc mừng và nói lời cảm ơn với huấn luyện viên Park Hang-seo, người đã giúp cho những giấc mơ bóng đá của người hâm mộ Việt Nam được trở thành hiện thực.